chào anh em. Thì hôm nay là 30 tháng 4, quan giới thiệu chiếc xe cúp lít Super Cup ha. Xe kiểu dáng như đời 79, cái màu độc lạ và hiếm nha. Đó, anh em sưu tầm thì alo. Đồng hồ ha, giống như cánh én hồi xưa. Rồi, phía sau thì cái ba ga thì kiểu giống như là cái hàng cấp Bitco ha, cấp 65, rất là lạ, độc lạ ha. Thì anh em nếu sưu tầm thì cứ alo. Máy móc thì im ru. Có đời luôn ha. Càng coi ok. Đầm đen, vành đèn sơn đỏ, thân hình màu đen, cốp trắng, con lành đồng vàng. Đô xi nhan. Cái xi nhan này nó giống với kiểu đèn của hàng Scopy nhỏ xíu à. Tay đằng trước thì dính liền và lòi ra. Cốp thì màu trắng, có khắc chữ, dán chữ Little Cup. Yên thì màu đỏ, kiểu dáng như kiểu thằng Bitco hồi xưa. Rồi, cái bình xăng. Rồi, mọi thứ đều ok hết. Xe này còn đẹp nha anh em. Vỏ ốp sên màu sơn màu đen luôn, phục sau phục trước thì đẹp, phục sau đẹp, má đầm trước đen, má đầm sau đen thui. Rồi, đây là một số xe cổ của anh em gửi, anh em sưu tầm này hiện tại ở Đại Nam. Cấm thì không sơn, vành sơn đỏ, yên bọc da đỏ, tem thì tem chữ tem đỏ ha. Lốc rồi, nắp cá gì đen hết. Nói chung là đen thui, đỏ đen, phong cách đỏ đen. Rất ngộ nghĩnh và độc lạ, độc ha. Hàng này thường xuất sang châu Âu chứ không nằm ở các nước châu Á nhiều. Xe này về anh em chơi độ yên liền luôn cũng được. Chơi yên liền luôn. Nhìn cho nó ngầu. Chơi cái màu đỏ liền từ đầu tới đích. Vô dịch đã mắt luôn. Rồi tóm lại là đồng hồ thì và cái tay cầm trước thì kiểu như giống là đời đại chính. Đồng hồ thì cúp giống như cúp kim vàng ha. Đời cúp 81. Đèn xi nhan trước thì dính liền với dính liền vô trong luôn. Giang chụp đèn. Rồi video đây tạm dừng. Chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau. Bye bye anh em.